Chào các bé, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đọc câu chuyện 10 chú ếch mở cửa bể bơi. Đến mùa mưa, trời mưa suốt. Ốp 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 ốp, mưa mưa mưa, ốp 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 ốp, thích quá. 10 chú ếch sống ở đầm quả bầu, ướt mưa khoe khoắn. Tăng tăng Á, à, trời tạnh mưa rồi. ộp ộp, ông mặt trời lâu không gặp. Chúng ta thích trời mưa nhưng trời tạnh giáo cũng dễ chịu ghê. Đi ra xem cánh đồng sau mưa đi. Mười chú ếch nhảy nhảy ra cánh đồng. Oa oa, vũng nước. Úi trà. Chà. Chào các bạn kia. Có tôm càng ở đây không nhỉ? bướm ơi lâu không gặp cậu ộp 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 chào cậu run đất nhảy nhảy các chú ếch nhảy đến giữa cánh đồng thì ộp ộp một vũng nước to vũng nước này cứ như một cái ao ấy nhỉ không phải ao như bể bơi mới đúng đúng thật nhỉ đúng thật nhỉ giống bể bơi ấy Đúng rồi, ta biến vũng nước này thành một cái bể bơi tuyệt hảo đi. Ốp 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 ốp, hay đấy ếch suy nghĩ. À, bể bơi tuyệt hảo là mọi người sôi nổi bàn tán. Bể bơi, bể bơi, bể bơi tuyệt hảo. Ốp 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 ốp, bể bơi tuyệt hảo. Mười chú ếch vô cùng hăng hái. Ốp ộp, xong rồi, xong rồi này, bể bơi tuyệt hảo, bọn mình làm xong rồi, đúng là làm rất tuyệt. Các bạn côn trùng ở cánh đồng cũng đến, oa, wow, bể bơi, bể bơi, hay quá, hay quá. Kìa các bạn côn trùng, nào xin mời các bạn, giạt giạt, giạt giạt, giạt. bơi bơi, bể bơi, bể bơi, vui quá đi. Bì bõm, bì bõm, bơi bơi. Giờ là đua thuyền lá. Đi nào, đi nào. Hai ba nào. Hai ba nào. Treo khỏe nào. Hai ba, hai ba. Khi đó bỗng nhiên, trên trời mây đen ùn ùn, ộp ộp, trời lại mưa trắng. Có khi nào là mưa rào đâu hè Sầm xì, sầm xì, rào, Ủa, ộp ộp mưa rồi, á à, mưa to quá, Sâu bướm ơi, mau chạy thôi. Xẹp, đung đoàng, đung đoàng, ao, à, tùm. Nguy quá, nguy quá, sâu bướm bị rơi xuống nước rồi. Lục bục, lục bục, ục, 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 ục. Sâu bướm không biết bơi, cứu nhanh không cậu ấy chết đuối mất. Mười chú ếch cố gắng, cố gắng hết sức và đã đưa được sâu bướm từ dưới nước lên sâu bướm ơi dáng lên nào sâu bướm ơi cậu không sao chứ phù cảm ơn các cậu ha, tốt rồi tốt rồi may quá chà chà thế thì an tâm được rồi mưa tạnh cầu vồng hiện ra ục 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 bụp 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 và thế là bể bơi chính thức mở cửa ha. Các chú ếch ở khu đầm đều đến bể bơi bể bơi bể bơi tuyệt hảo bể bơi bể bơi bể bơi tuyệt hảo ộp 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 tất cả đều vô cùng vui vẻ nhỉ. Câu chuyện của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Các bé nhớ đăng ký kênh để lắng nghe thêm nhiều câu chuyện thú vị khác nữa nhé.